Hoàng Thị Thúy Lan tin đồn làm trai dính Thượng Mã Phong, được tín nhiệm cao và bị bắt. Bà Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc mới đây bị bắt vào ngày 8 tháng 3, là người từng chứng kiến được việc dư luận xôn xao một thời. Đó là vào ngày 11 tháng 8 năm 2022, các trang báo đồng loạt đưa tin bệnh nhân PH sinh năm 1970, quê quán Nghệ An, sinh sống gần khu chung cư Vinaconex Xuân Mai thuộc phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, bị đột quỵ và được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Lạc Việt, tỉnh Vĩnh Phúc, với các biểu hiện mất ý thức, ngừng thở, mất mạch. Khoảng 2 giờ sau khi nhập viện, người bệnh đã tử vong. Ông Hát là chuyên viên phòng kinh tế thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Người đàn ông đột quỵ tại nhà bí thư Hoàng Thị Thúy Lan, dân đồn là bị Thượng Mã Phong. Báo chí đưa tin rằng ông Hát đến chơi, nhà một người đồng hương không may bị đột quỵ tại đây và phải đưa đi cấp cứu. Người đồng hương này là chồng của một nữ cán bộ lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc. Báo chí buộc phải đăng tin này bởi người dân Vĩnh Phúc biến chính xác nhân vật nữ cán bộ lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc này là ai. Đó là bà Hoàng Thị Thúy Lan, bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc. Đáng nói, người dân đồn rằng ông Hát không phải bị đột quỵ mà bị Thượng Mã Phong. Thật ra Thượng Mã Phong cũng là một dạng đột quỵ, mà đột quỵ khi đang sinh hoạt phòng the. Có thể người dân chỉ suy đoán rồi đồn thổi. Tuy nhiên cũng có người cho rằng người dân đồn ông Hát bị Thượng Mã Phong cũng có cái lý của họ. Bởi một chuyên viên nhỏ bé của Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Yên chỉ ngang với hàng chuyên viên cấp huyện thì sao vào nhà được bí thư Tỉnh ủy. Với vai vế chênh lệch như thế rất khó để kết thân, cho nên dân mới nghi ngờ mà tung ra tin đồn. Bất chấp những tin đồn về đạo đức và lối sống không chuẩn mực, tại kỳ họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc diễn ra từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 12 năm 2023, lấy phiếu tín nhiệm đối với 23 chức danh do Hội đồng Nhân dân tỉnh này bổ nhiệm, nhiệm kỳ 2011-2021-2026, trong cuộc bỏ phiếu này bà Hoàng Thị Thúy Lan đạt tỷ lệ rất cao, tới 98% phiếu tín nhiệm. Chưa đến 3 tháng sau, bà Lan đã bị bắt vì tội nhận hối lộ. Điều này cho thấy phiếu tín nhiệm kia không có giá trị gì, nó chỉ là trò hề để lừa dối người dân mà thôi. Một nữ bí thư Tỉnh ủy dính tin đồn không tốt nhưng vẫn được tín nhiệm gần như tuyệt đối, rồi chỉ một thời gian ngắn sau đó y như rằng bị bắt. Điều đó cho thấy những đánh giá của dân là có cơ sở, dù chỉ là tin đồn. Thực tế, việc điều tra xác minh về tính xác thực của tin đồn là không khó với chính quyền. Tuy nhiên, không ai làm, quan chức chính quyền vẫn bỏ phiếu tín nhiệm cho một người dính tai tiếng. Bà Hoàng Thị Thúy Lan từng được tới 98% phiếu tín nhiệm cao. Thực ra, phiếu tín nhiệm trong chế độ này không phải bằng chứng để xác định một người có trong sạch hay không, mà nó chỉ là công cụ để quan chức thăng tiến, hay ít nhất là trụ vững tại vị trí của họ mà thôi. Phiếu tín nhiệm chỉ như một lớp phấn son chát lên những khuôn mặt gớm ghiếc của tầng lớp quan lại trong chế độ này. Chẳng phải những quan, bà quan đang ngồi tù hoặc bị kỷ luật và bãi chức cũng từng được tín nhiệm cao nhất đấy thôi. Bà Hoàng Thị Lan đã bị bắt, nhưng còn đó rất nhiều quan bà khác cũng dính vết đen mà vẫn tiến thân vù vù. Trong đó phải kể đến bà Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, kiêm Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Chính bà này đã ra tay nâng đỡ cho người em trai đầy danh tiếng là ông Phạm Sĩ Quý. Bà còn bị nghi ngờ là người được hưởng lợi rất lớn từ vụ tiếng súng Yên Bái vào năm 2016, khiến cả bí thư và chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh này chết một cách đáng ngờ. Hai người này để lại hai chức vụ đầu tỉnh, mà sau đó chính bà Trà đã thoa cả hai về tay mình. Lên cao đến chức ủy viên Trung ương Đảng thì chẳng có ai ngây thơ và trong sạch. Bởi nếu thật sự trong sạch thì họ đã bị loại từ vòng gửi xe rồi, chứ không thể chui được vào trong Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Ở đó không bao giờ có chỗ cho người tử tế, càng về sau lại càng không có. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin Hoàng Thị Thúy Lan tin đồn làm trai dính Thượng Mã Phong, được tín nhiệm cao và sổ khám.
Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết vào nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Cháu gái tướng Tô say xỉn, đại náo, cảnh sát giao thông run sợ, báo chí phủ nhận. Vào khoảng 22:30 đêm mùng 5 tháng 3, nữ tài điều khiển xe Kia biển kiểm soát 30H11959 được cho là đã va chạm với một thanh niên điều khiển xe gắn máy mang biển kiểm soát 30Z. Nhiều người chứng kiến cho biết người phụ nữ này tự nhận là cháu của tướng Tô Lâm. Được biết người phụ nữ này khi gây tai nạn miệng có hơi men và tay cầm điện thoại. Hiện trường vụ tai nạn và cô cháu gái tự xưng là của ông Tô Lâm. Trong một clip được tung lên mạng, nạn nhân của vụ tai nạn nói rằng xe đang đậu sát lề đường, em đang đội mũ bảo hiểm, chưa tham gia giao thông, chưa lên xe. Chị này đâm một phát vào em, ngã ra đường chứ không phải là em sang đường hay em ngáo ngơ để mà chị đâm vào em. Em thì em không xe sát gì nhiều, em chỉ đau người thôi. Em vỗ vào xe chị, em bảo là chị đi đứng kiểu gì thế. Thế là bà ấy xuống, bà ấy chửi em một tràng rồi bà ấy ký đầu em, chửi em, xúc phạm em, xong rồi đạp cả xe em. Em ấy thấy bà ấy có biểu hiện không tỉnh táo, em rất là sợ. Thế thì em bảo bà ấy là thôi chị đi đi, em không chấp chị nữa. Nhưng bà ấy nhất quyết bảo phải gọi công an, thế là em gọi thôi. Nhưng mà khi gọi công an đến thì từ 11 giờ đến 12 rưỡi công an chỉ lấy lời khai của em, còn không hề giải quyết với chị ấy. Trong khi em yêu cầu công an đến thổi nồng độ cồn, nhưng công an giao thông đến không cho thử nồng độ cồn. Công an đến chỉ hạch sách em với em và bảo em ra làm việc, còn chị ấy thì được ngồi trên xe. Thông tin thì người chứng kiến cho biết nhiều người có mặt tại hiện trường đã bức xúc với người phụ nữ này và không đồng tình với cách xử lý của cảnh sát giao thông. Họ đã chặn đầu xe, yêu cầu lực lượng chức năng test nồng độ cồn đối với nữ tài xế ngay tại nơi xảy ra sự việc. Mãi tới hơn 1 giờ sáng, nữ tài xế cuối cùng đã thổi và cho kết quả 0,5. Đây là kết quả rất thấp. Sau khi clip được tung lên mạng xã hội, báo chí đã vào cuộc. Điều đáng nói là báo chí chỉ dám nói người phụ nữ kia tự nhận là cháu của lãnh đạo Bộ Công an, nhưng không dám nhắc tên lãnh đạo Bộ Công an đó là ai. Và cuối cùng, các báo dẫn lời một lãnh đạo đội cảnh sát giao thông đường bộ số 6 nói rằng thông tin người phụ nữ say xỉn kia là cháu lãnh đạo Bộ Công an là thông tin hoàn toàn sai lệch. Chị kia không phải là cháu lãnh đạo nào cả. Nạn nhân của cô cháu gái Tô Lâm. Dù báo chí phủ nhận nhưng người dân có thể đoán biết người phụ nữ say xỉn kia có phải là cháu ông Tô Lâm hay không. Ông Nguyễn Văn Thiệu từng nói, đừng nghe những gì Cộng sản nói, hãy nhìn những gì Cộng sản làm. Người dân chỉ cần nhìn vào cách hành xử của cảnh sát giao thông là biết ngay sự thật. Thứ nhất, cảnh sát giao thông chỉ bắt nạn nhân làm việc mà không đả động gì đến người phụ nữ say xỉn, thì chứng tỏ họ ai ngại người này. Thứ hai, dưới áp lực của người dân, công an buộc phải cho người phụ nữ kia thổi nồng độ cồn, nhưng phải sau 1 tiếng 30 phút mới cho thổi. Như vậy, họ dùng rằng trở dĩ ý kiến rồi mới dám thực hiện vụ việc hết sức đơn giản. Hơn nữa, sau 1 tiếng 30 phút, nồng độ cồn trong hơi thở của người phụ nữ kia đã giảm đi nhiều, thì mức độ vi phạm của cô ta cũng nhẹ đi. Có vẻ như cô cháu gái tự xưng này của Bộ trưởng Tô Lâm cũng có tính tình giống ông ta. Ông Tô Lâm coi trời bằng vung, coi luật pháp quốc tế như miếng rẻ rách. Ông dám đem quân sang Berlin ở Đức để bắt cóc phi vụ không biết xấu hổ là gì. Còn cô cháu gái tự xưng này không đại náo được trời Âu thì cô đại náo tại Hà Nội. Cô say xỉn nhưng còn chửi bới nạn nhân, dường như cô cũng chẳng có dây thần kinh xấu hổ. Dưới bàn tay của Tô Lâm, cán bộ công an chỉ sợ quyền lực chứ không sợ pháp luật. Một người phụ nữ say xỉn rõ ràng nhưng họ không dám nhân danh pháp luật để xử lý bởi họ sợ thân thế của người đấy. Chính quyền như thế thì làm sao đất nước này có thể bình yên cho được. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin cháu gái tướng Tô say xỉn đại náo, cảnh sát giao thông run sợ,
báo chí phủ nhận. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.